Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube channel của Ốc Xin Sóc. Và như các bạn đã thấy thì hôm nay mình đang đứng ở một căn phòng cũng vừa lạ vừa quen thì Vừa quen vừa lạ. Thì các bạn đã thấy là cái căn phòng này đã xuất hiện trong một clip một ngày làm việc cùng nhân viên Ốc Xin. Nếu mà các bạn chưa xem clip đấy thì hãy nhanh tay và xem ở đây nhé. Bọn mình sẽ để link ở dưới này. Không biết là lý do hôm nay thì sao mình lại đứng ở căn phòng này nhỉ? Thực ra hôm nay chúng mình đã canh một nhân vật cực kỳ đặc biệt dạo gần đây của Ốc Xin Sóc để lặn lội mưa gió, không quản mưa gió đến đây để cùng show các bạn xem. Đó là nhân vật các em Ốc Xin cảm xúc. Đây, tên tên. Và như các bạn đã biết thì thời gian qua Ốc Xin đã mới ra mắt sản phẩm này và show rất là nhanh. Và mới gần đây thôi bọn mình đã restock lại và vừa nóng hổi vừa mới về đến văn phòng handmade của Ốc Xin thì bọn mình đã cầm trên tay sản phẩm này rồi để review cho các bạn xem là Ốc Xin cảm xúc có những cái gì mà sao nó lại hot đến như vậy. Và đây là một nhân vật đã làm mưa làm gió suốt các shop cơ sở của Ốc Xin thời gian qua. Vậy thì chúng mình không chần chừ nữa, cùng bắt đầu video ngay nhé. À đừng quên là video này của chúng mình cũng sẽ tiết lộ một chút nho nhỏ về cái căn phòng căn cứ bí mật này của Ốc Xin nhé. Cùng bắt đầu thôi. Annyeong. Ta-da! Và như các bạn thấy ở đây thì đây có rất nhiều các em Ốc Xin cảm xúc nè. Nhưng mà thật ra nhìn nhiều thế này thôi ý. Thực ra đây mới chỉ là một phần nho nhỏ trong số rất nhiều thùng hàng mới về của Ốc Xin Sóc. Và ngay sau lưng mình đây là các thùng hàng khác. Bây giờ thì mình sẽ dạch một thùng mới ra xem là trong sạch này có gì nhá. Mới về cẩn thận nhá. Wow. Ôi nhìn thích nhở. Chúng mình sẽ show các bạn xem nha. Tên tên. À đúng rồi, bởi vì là cái em Ốc Xin này khá là múp míp dễ thương ý. Cho nên là chúng mình khi mà lộn mặt thì cần lộn từ thân trước này. Đó. Xong rồi mình lấy lộn đến đầu của nó như thế này thì dễ dàng hơn rất là nhiều cho các bạn nhé. Trong em ý khá là nhồi, khá là nhiều bông ý, sờ rất là sướng. Nên là như ở trong các clip trước mà. Thì chúng mình gọi em này là Ốc Xin hai mặt. Lật mặt, Ốc Xin lật mặt. Mọi người nhớ lộn cái thân của nó trước nha. Đúng rồi, như vậy thì rất dễ dàng chúng mình hơn đấy. Ví dụ được cái luôn này. Tem. Đây chính là gọi là tem bản quyền, tem chính hãng của Ốc Xin Shop nha. Hàng chính hãng nha. Có chữ Ốc Xin và trái tim ở đằng sau. Đúng rồi, và ngoài ra có thêm một cái móc nho nhỏ trắng trắng ở đây để móc vào, có cái móc khóa để móc vào túi để đeo cùng ý. Và ngay bây giờ thì chúng mình sẽ lấy ngay một cái móc khóa để móc các bạn xem nhé. Ta-da! Và chúng mình đã vừa móc xong những em Ốc Xin này vào những chiếc móc các bạn ạ. Những em này thì ngoài chúng ta thành nghịch như bình thường cũng có thể móc vào để trang trí nữa. Và cái chiếc móc này thì chính là chỉ là hàng limited thôi nha. Bọn mình chỉ dành tặng cho những bạn nào mà order trước và đến Ốc Xin mua hàng sớm nhất thôi. Nên là các bạn nhanh chân nhé. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng móc thử vào chiếc em ba lô này. Những chiếc cặp túi tote bag này. Đây chúng mình đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Và đây bọn mình đã móc những chiếc Ốc Xin cảm xúc này vào chiếc tote bag rồi. Như bạn thấy thì đây bên của mình là em Ốc Xin vui vẻ, có màu hồng thì cũng đi kèm với chiếc tote bag màu hồng. Còn mình là Ốc Xin tức giận nên là mình đã móc vào chiếc túi màu tím này, trông khá là hợp concept. À đúng rồi, có một cái hay hay đấy là em này có hai màu nên là có thể đổi để luân phiên style phong cách màu sắc theo các bạn thích nữa đúng không? Đó. Tại vì màu hồng tím cũng khá là dễ phối với các màu khác nhau ấy. Nên là mình nghĩ là cái này thì móc vào ba lô nào cũng xinh thôi. Rồi và em này thì dùng để đeo vào túi đeo chéo hay để ba lô cũng rất là hợp luôn các bạn ạ. Ốc Xin cảm xúc này các bạn có thể đeo vào mọi loại túi khác nhau nha. Thì cả túi đi làm mình nghĩ cũng hợp đấy. Cho những bạn nào thích sự đáng yêu. Thỉnh thoảng kiểu còn nghịch ở tay này rất là vui. Tinh tinh, độ lại cũng được luôn á. Mà tại vì chất vải của con Ốc Xin này sờ khá là thích ý. Nó kiểu bông mềm ý mọi người ạ. Hay là mình có thể đút tay vào đây được không nhỉ? Đút được không? Hay này, giờ hai món rồi. Và đây là một góc mà chúng mình đóng gói sticker do chính tay Ốc Xin Shop design luôn. Ở dưới này bọn mình có cả tên của Ốc Xin này. Và bên cạnh đó thì chúng mình còn có rất nhiều cái gói quà như các bạn thấy đây. Tên tên, đó. Rồi, ngoài cái gói quà ra thì có cả thiệp nữa nhá. Đây, dưới này có rất là nhiều thiệp. Và cái phong bì thiệp Ốc Xin này thì gồm có, đây như các bạn thấy có phong bì, có thiệp. Ngoài ra thì đây là sản phẩm Ốc Xin tự làm mà handmade nhá. Rồi, ngoài ra thì chúng mình có bên cạnh này còn có lịch Ốc Xin.
Trời ơi, bé xinh dễ thương dã man này. Đây là lịch của năm mới luôn. Và đây là cái kệ gỗ để các bạn có thể chống lịch lên đây nhá. Và đây là một cái khu mà bọn mình để bài ở trên này. Bài này thì bọn mình cũng đóng gói ở đây luôn. Và sau đó bọn mình sẽ bọc cái ni lông ở ngoài lại sau ấy. Đó, khá là xinh. Và đây cũng chính là một sản phẩm khá là quen thuộc với các bạn đúng không nhỉ? Đây chính là scrunchie. Bọn mình tự may cái những cái chiếc scrunchie này ở trên phòng handmade luôn. Ở trên này còn có cả tag của Obsen nữa. Và bình thường làm xong thì bọn mình sẽ sew lại một chuỗi to như thế này, trông như một cái vòng hoa của hoa hậu, để vận chuyển đi xuống các cơ sở khác nhau. À, và các bạn ơi, thì bây giờ chúng mình sẽ tiến hành đóng gói cho những em ốc sen này luôn nhé. Và trong cái đóng gói này thì bọn mình gồm có một set móc khóa này, tem này, một chiếc hộp và đương nhiên không thể thiếu nhân vật chính rồi, và tặng kèm các bạn thêm một cái chiếc sticker ốc sen xinh này nữa. Ôi xinh nhở. À quên mất, và còn cả giấy nhận nuôi nữa. Bọn mình khi mà các bạn mua ốc sen cảm xúc thì bọn mình sẽ tặng các bạn kèm một cái giấy nhận nuôi xinh như thế này. Và đương nhiên là ốc sen bé đây thôi thì bọn mình sẽ tặng các bạn một cái giấy nhận nuôi nó bé bé hơn một chút xíu để cho kiểu hợp với em này ấy, vì cái giấy nhận nuôi này khá là to với em này. Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng đóng gói luôn nhé. Trước tiên chúng ta cần gấp hộp này vào. Và đây bọn mình có cả cái chốt cài ở đây rồi, bây giờ bọn mình sẽ cài vào. Không cài được nhở? Chị ơi, cài kiểu gì? Ta-da, và mình đã cài xong chiếc hộp này rồi các bạn ạ. Thành công mỹ mãn. Mình cài kiểu gì đấy? cài ngoài vào trước đúng không? Thì bình thường cái công việc này là các bạn nhân viên ốc sen chính tay làm đấy. Nâng niu những đứa con của chúng mình. Khó khăn đấy. À được rồi. Và hiện tại thì chúng mình đã đóng gói xong một nửa chiếc hộp này rồi. Còn một phần nắp này thì chúng mình cần phải cho ốc sen vào rồi mới đóng nắp tiếp phần này nhé. Và tiếp theo thì chúng mình sẽ tặng những chiếc móc này vào trong hộp dành cho những đơn hàng đầu tiên order những ốc sen này nhé. Các bạn hãy nhanh tay qua ốc sen sắm đồ để có thể sàn tậu cho mình được những chiếc móc này nhé. Đây, và mình sẽ dùng chiếc kìm kẹp miếng sắt này vào chiếc móc để cố định em ý lại. Phần thưởng dành cho những đơn hàng đầu tiên nhé. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ đóng cái hộp này lại thôi. Thật là công đoạn khó khăn nữa. Bây giờ thì mình cài đã khá là dễ hơn rồi. Tiếp theo là bước dán tem. Đây, như các bạn đã thấy thì ở đây bọn mình có một nguyên một cái. Một tấm A4. Đấy không phải A4. À ừ, A4 không biết nhưng A3. Mà chắc là khá to. Để dán mát các em này vào. Đây, và bây giờ thì bọn mình sẽ dán cái chiếc tem này vào hộp. Thì bình thường thì bọn mình sẽ dán cái tem này cách cái khoảng đầu mép này là một phân. Đó. Bọn mình luôn kiểu chăm chút để sản phẩm đến tay khách hàng hoàn thiện nhất. Tên tên. Và đây là một em ốc sen đã hoàn thành.
Vì bọn mình đã quá thích những Ocean này, quyết định là sẽ đóng gói thêm thật nhiều những Ocean khác ở trên bàn như các bạn thấy đây này. Và clip review Ocean cảm xúc của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube channel của chúng mình nhé. Và đừng quên qua Ocean để mua ngay những em Ocean đầu tiên sẽ được tặng móc khóa này nha. Và bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.